À, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn đã thấy đây là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị một món ăn rất là bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì ở đây mình có là đậu hũ, ba quả cà chua, tiêu, hạt nêm và thịt là mình đã xay sẵn rồi nha các bạn. Muối, bột ngọt và ít hành lá một cắt sẵn luôn và nấm mèo. Thì đây là món đậu hũ nhồi thịt nha các bạn. Thì đây là món ăn thường ngày rất là ngon, rất là dễ làm. Mình chuẩn bị làm nha các bạn. Mình cho hết hành luôn. Mèo này thì các bạn cắt ra cho nó hơi nhỏ hơn chút nha các bạn. Rồi ta cho đây ít bột ngọt nha các bạn. Rồi muối. Ít hạt nêm và ít tiêu nha các bạn. Và điều nữa mình không thể thiếu đó là trứng. Mình cho vào đây một quả trứng nha. Xong rồi nha các bạn. Rồi các phần đậu hũ này thì chúng ta sẽ lấy phần ruột ra nha các bạn. Lấy cái phần ruột bên trong của đậu hũ ra rồi nhé các bạn. Mình chuẩn bị nhồi thịt vô nha. Xong mình đã nhồi được 2 miếng đậu hũ rồi nhé các bạn. Cà chua mình đã xắt xong, mình cho vào ít hành lá nha các bạn. Dầu ăn cũng nóng rồi nha các bạn. Rồi mình bắt đầu chiên.